Các nhà hoạt động Hàn Quốc tổ chức một cuộc biểu tình bài Nhật Bản vào hôm thứ Năm, ngày 15 tháng 8, nhằm đánh dấu 68 năm sự kiện Hàn Quốc được giải phóng, thoát khỏi ách cai trị của quân Việt Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1919 tới năm 1945. Khoảng 200 người phản đối phát xít Nhật đã biểu tình trước tòa đại sứ của Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Seoul và đốt các áp phích mang hình ảnh của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Thủ tướng Aso Taro, được đặt bên cạnh hình ảnh của chùm độc tài quốc xã Đức. Người đàn ông này cáo buộc Nhật Bản bóp méo lịch sử xâm lược và đòi Nhật phải bồi thường danh dự cũng như phải xin lỗi công khai. Có vẻ như quá khứ cay đắng về thời thống trị của chủ nghĩa phát xít Nhật Bản còn sâu sắc ở nhiều người dân Nam Hàn, trong lúc quan hệ giữa các nước láng giềng ở khu vực vẫn còn có lúc nóng lúc lạnh, không hoàn toàn đơn giản.